Alo, 1, 2. Loa gì mà nghe phi thế ta? Rừng lá xanh xanh, cây phủ đường đi. Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì? Ok. Trước mắt quý khán giả ngày hôm nay thì Lưu đang giới thiệu tới anh em một cặp loa tai nòi. Tai nòi anh em nhé. Tức là tai nòi đấy. Một dòng loa UK của Anh Quốc xịn sò, hàng bãi Bap 30 anh em nhá. Anh em nhìn, đây là hai đôi loa đỉnh cao mà về trong buổi tối ngày hôm nay cập đến bên âm thanh chuyên nghiệp. Yêu xin phép làm đoạn video và tiếp thị giới thiệu tới anh em nhá. Anh em thể nhìn đẳng cấp, một đôi loa Anh Bap 30 xịn sò, tai nòi Anh Quốc V12, watt tiếng Anh là màu trắng anh em nhé, nguyên bản như mới trên 90-95%. Ui giời ơi, phê quá. Anh em biết rồi, nếu nói thương hiệu của dòng loa tai nòi thì quý khán giả anh em có thể thấy là một những đôi loa được đánh giá là đỉnh cao về chất lượng. Về phần nghe nhạc thì dòng loa này là dòng loa của châu Âu. Anh em những nghe những đôi loa nghe nhạc mà mang thương hiệu của tai nòi đỉnh cao rồi. Nhưng ngày hôm nay Miu giới thiệu tới anh em hai cặp loa mang thương hiệu của tai nòi xịn sò, chất âm đỉnh cao về karaoke anh em nhá. Đấy. Hôm nay sở hữu hai cặp Bap 30. Cái này đồng trục Bap 30 lồng tép anh em nhá. Đấy. Vẫn phải nói như mới luôn. Nhìn cái chữ biết này. Hùng hậu này. Ui giời. Ốc như mới luôn. Nguyên bản của đôi này nó là màu trắng anh em nhá. Bác nào thích chơi độ sang trọng sạch sẽ thì đôi này đúng là white là màu trắng anh em nhá. Đấy. Đỉnh cao. Ui sợ. Đẹp quá. Nhưng phải nói là chất âm và tiếng mic của nó thì có thể đánh giá là vượt xa của JBL ở phân khúc Bap 30. Bap 30 thì quý khán giả anh em có thể thấy là có những Bap 30 như 902 này, 512 này. Đấy. Những phân khúc Bap 30 này thì không có cửa để ăn được hai đôi này. Ui giời, tiếng của nó đã đà luôn anh em nhá. Thì ngày hôm nay thì giới thiệu tới là hình như vừa cập bến hai cặp này. Nếu mà phòng tầm 30m2 anh em chơi một đôi này với một con súp thì đúng là chấm hết cho cuộc tình luôn. Riêng tiếng mic của nó khác bọt với lại JBL đấy, lợi hại lắm. Và đặc biệt độ nhạc nhẽo của nó sạch sẽ lắm. Sau đây mình sẽ test cho em nghe đoạn nhạc thôi. Nếu đánh đơn giản thôi, không đánh nghe tiếng sang bát đó, trung bát quản qua hay. Hay quá. Có số sơ gì lại made in sơ UK châu Âu. Ông có lóc hết à? Ai thế ông ơi? Bác nào vòng 30m2 chơi cho em đôi này. Rồi, đúng là mưa trên cuộc tình, phải nói là quá hay luôn. Đây một đôi loa đẳng cấp anh em nhá. Thì ngày hôm nay Miu giới thiệu tới anh em về đôi hai đôi loa của Anh Quốc xịn sò luôn, đỉnh cao, giá cửa tiền ngoài 30 cho anh em, ngoài 30 một cặp anh em nhá, những đỉnh cao luôn. Đôi này tiếng rộng rãi và đặc biệt là cái tiếng mic kia lô của nó hay thật. Em phải ghi nhận là nó nét riêng, đỉnh cao anh em nhá. Bác nào mà có phòng tầm 40m2, 50m2 chơi hai đôi này mà kết hợp con súp thì đúng là quá hay luôn, đỉnh cao nhá. Con này thiết kế giá treo ngang treo đứng đều ok nhá. Một nữa là Hiền Miu thực hiện giới thiệu tới anh em hai cặp loa tai nòi của Mỹ, rất mong được sự ủng hộ của anh em. Anh em nhu cầu đầu tư mua ở cửa tiền trên 30 triệu một đôi tai nòi đỉnh cao của Anh Quốc, alo gọi điện em nhá.